Vâng, thưa quý vị, lừa đảo chiếm đoạt tài sản luôn là một thủ đoạn phổ biến và được các nhóm tội phạm thực hiện qua nhiều hình thức. Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Cạn vừa xét xử và tuyên án 12 năm tù giam đối với bị cáo Tô Quang Huy, quê tỉnh Long An, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, trong năm 2011, mặc dù không có khả năng quyền hạn trong việc xin cấp phép dự án khai thác khoáng sản tại tỉnh Bắc Cạn, nhưng Tô Quang Huy đưa ra thông tin gian dối và hứa hẹn sẽ xin được dự án nạo vét lòng suối Ma Nòn, Ma Nu nhằm tận thu vàng thuộc xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn cho một người dân ở xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn để chiếm đoạt số tiền 1,2 tỷ đồng. Sau nhiều lần được Huy hứa hẹn nhưng không xin được dự án, nên người này đã trình báo sự việc đến cơ quan công an để giải quyết và Huy bị bắt sau đó.